Em cũng gặp em cũng đang gặp cái trường hợp mà mắt động cơ, mắt cảm biến á. Rồi, ok, em cứ hỏi đi. Mắt cảm biến của đi bao, anh biết đi bao nhỉ? Xe đi bao á. Em cứ hỏi đi, tất cả hãng xe anh đều biết hết, không đi bao không biết gì cả, xe nó giống nhau, em cứ hỏi đi. Và mắt cảm biến của đi bao làm sao mà em đập mắt cảm biến mới vào á. Sao nó bị động cơ bị dính nước mà đập động cơ đập mắt động cơ mới mắt cảm biến mới mà giờ vẫn chạy cực 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 Ừ, trước khi tư vấn thì cho anh hỏi nhé. á. Vâng. Em là thợ sửa chữa xe máy hay là thợ sửa chữa xe điện hay người sử dụng? Giờ em là thợ sửa chữa xe điện ạ. Thợ sửa chữa xe điện đúng không? Bây giờ anh Vâng. hỏi tiếp này thì anh mới tư vấn được này. Cái Vâng mắt vâng. con đi bao đấy là mắt bao nhiêu độ? Cái khi đập ra em cũng không để ý nữa. Ừ, không để ý thì làm sao mà làm được em thợ sửa chữa xe điện nhé. Bước 1, khi đập ra để thay, nếu mà không biết thì phải chụp lại. Thế còn bây giờ em không biết góc của nó thì không làm được. Bây giờ không biết góc thì em phải như này này, em mở Vâng. con y mở cái con IC ra xem ở Vâng. trên cái tablo của con IC đấy nó các ghi các cái thông số kỹ thuật đấy, xem Vâng. cái góc của nó ghi ở trên đấy là góc bao nhiêu độ Vâng. đấy, thì em mới xác định được. Sau khi em xác định được cái góc nó bao nhiêu độ rồi thì Vâng. em mới mới dùng cái góc nó đúng với cái độ ấy, tức là đúng cái góc lệch pha ấy, nó ghi là góc pha đấy, em Đúng thay rồi. vào trong. Sau khi thay vào trong rồi thì chưa có thể nó sẽ chạy được ngay mà có thể nó sẽ không chạy được ngay, em hiểu không? Vâng. Nhưng mà quan trọng nhất là em phải xác định được đúng góc đã. Sau khi đúng góc rồi em cứ hàn vào như lúc ban đầu, sau đó em chạy chạy nhớ rằng là phải tuân theo các cái bước này, gỡ toàn bộ dây ở trên IC ra khỏi tất cả các cái rắc cắm vào xe. Sau đó chỉ cắm này, một là cái ba cái dây ba pha biết rồi đúng không, Vâng, theo cơ ạ. năm cái dây cảm biến và dây nguồn và động cơ biết đúng không, Dạ đúng rồi ạ. cái dây sau khóa biết đúng không, Vâng đúng rồi ạ. rồi dây sau khóa biết và dây tay ga biết đúng không. Vâng. Ok, chỉ những cái đấy thôi nhá, chỉ những dây đấy thôi, sau đó thử thử ga, nếu mà được thì ngồi lên để chạy thử xem có tải nó có bị giật có bị kém không. Trong trường hợp không được thì để nguyên các cái dây cắm như vậy và đảo các cái vị trí dây pha, sau đó đảo vị trí của dây mắt động cơ thì sẽ có một vị trí mà động cơ nó sẽ chạy ngon, nó sẽ không bị giật nhá. Vâng. Đấy, bây giờ em phải làm theo đúng như các bước như thế, nếu mà thợ mới nó tay nghề còn non thì phải làm theo những bước như thế thì mới được, còn không thì không bao giờ chạy được đâu. Bởi vì là thay mắt động cơ vào IC zin theo xe thì không phải thợ nào cũng làm được, mà phải học phải hiểu bản chất thì mới làm được, chứ còn làm mò chỉ không may ngáp phải ruồi thôi, hiểu không? Vâng Trong cái vâng. thời gian vừa rồi anh dạy khoảng mười mấy ông làm chuyển từ xe máy sang xe điện rồi không biết gì cả đâu, cho nên là bắt buộc phải làm như thế. Thế còn trong trường hợp mà không làm được nữa thì phải mang ra cho cái thằng thợ tay nghề cao nó làm cho, chứ mò mãi cũng không được đâu, bắt buộc phải làm theo bước anh hướng dẫn như thế thì mới làm được nhá. Vâng, cho Đấy, em hỏi một tí được không ạ? ừ em hỏi đi. Khi em thay mắt động cơ á, Ừ, là dây nó không phải là dây 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 bảng đâu, dây thường á, dây kiểu dây ba tấc á. dây ba rắc là như nào? Vậy là kiểu âm dương và dây xanh hoặc dây vàng ấy. À, tức là Đúng cái mắt động cơ nó chỉ có ba mắt rời thôi, nó không gắn vào rồi. bảng cái gì, Mạch không rời vấn mạch rời đề á. gì cả, không sao cả, miễn là mình xác định được. Thế còn đấy, cái mắt rời thì nó sẽ mắt rời thì nó sẽ có cái cách để nhận biết rằng góc bao nhiêu. Thế hỏi là có khi nào mà ở cái pha giữa nó bị lật nhỉ? Kiểu ba dây mắt cầm bát á, ba dây mắt cầm tiến chính á, là dây vàng và dây vàng và vàng á, xanh lá cây xanh nước biển á, có dây ở Ừ. giữa là dây lật á, Hỏi dây thế nó ngược cũng á. chưa đúng, hỏi thế nên em cũng chỉ láng máng em xem lung tung thôi em hỏi thế. Cái đấy nó không quan trọng là dây gì cả. Thế còn mình nếu mà xác định là em hỏi đến từ lật đấy thì phải nói là ba cái con mắt cắm ở trên cái động cơ đấy có Vâng. con ở giữa nó lật lật ngửa lên. Đúng không? Vâng. Mình phải hỏi chuẩn là như thế, ba con mắt cắm vào cái động cơ đấy có một con ở giữa nó bị lật lên. Con của em có bị lật lên không?
Hả? Em bị lật xuống phải á. Lật xuống là cùng chiều với hai con kia rồi thì nó là cùng đâu. Chiều rồi mình nói chuyện làm gì? Không, kiểu là mắt cảm biến ở đây là kiểu là nó sẽ có một hai cái gốc vót ở ở phía trên á. Gốc vót mình đừng nói thế, mình nói là cái mắt động cơ nó có hai mặt, một mặt lưng và một mặt bụng. Em nó cũng cũng tìm hiểu rồi nhưng mà láng máng đúng không? Em chắc là đi học Kiểu mót là thôi đúng không? không phải là kiểu là giờ em cũng không biết là diễn tả là như cái như thế nào, anh hiểu không? Tức là Đấy, cho nên em thì làm nhiều xe rồi chứ mà kiểu là vấn đề là vẫn vô lý là cái chỗ là bị em đang vân vân là có bị cái lật đấy không á. nói chung là em mà nói em làm nhiều xe rồi mà em nói cái kiểu tơ lơ mơ đấy là anh biết rồi, em chỉ em không hiểu gì cả. Tóm lại là em vào cái trang YouTube của anh ấy, em xem cái bài phân tích cái cách nhận biết mắt 60 và mắt 120 thì nó rõ hơn, chứ còn nói trên điện thoại này thì nó mất thời gian lắm. Cho nên là em cũng láng máng rồi, lật mới úp là em cũng láng máng rồi, nhưng mà em chưa hiểu bản chất của nó là cái gì, em hiểu không? Vâng, cho nên là mà em vào em xem anh hướng dẫn hết ở trên cái trang YouTube rồi là em biết. Đấy, em làm xe điện lâu rồi em xem là em sẽ hiểu, chứ còn bây giờ em hỏi thế anh biết là em chỉ có sửa những cái bệnh lạch vạch thôi, hoặc là em thay có thay IC thì em cũng chỉ thay toàn thay đa năng thôi, chứ còn em mà gặp con IC zin mà lại thay mắt thì không làm được, hoặc là không may có những cái lần trước có được thì cũng chỉ là may mắn thôi, bởi vì mình phải xác định được cái góc của cái con mắt đấy nó hỗ trợ IC thì mới làm chuẩn được, em hiểu không? Đấy, thế còn trong trường hợp mà cái IC đấy nó không có vỉ, nó không nhìn được thông số kỹ thuật thì em nhìn cái mắt ở giữa nó úp hay nó ngửa. Đấy, thì mình suy ra được cái góc của nó. Hiểu không? Vâng. Ừ, đấy đấy, bây giờ nói chung là trường hợp của em thay vỉ và thì em bây giờ em phải xác định em nhìn xem cái ở trên IC nó đã là hỗ trợ góc bao nhiêu đã thì em đập cái mắt đấy vào. Là em đảo đi là nó sẽ chạy được. Vâng. Nhá, thì nó không bị giật nữa đâu. Nhá. Vâng. Rồi, ok. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Rồi, ok.